Thưa anh, em có mặt. Ngồi xuống đi. Vẫn thường xuyên giữ liên lạc với thằng Sơn chứ? Thưa anh, mọi chuyện vẫn tiến triển tốt. Em đã đặt vé đi vào Đắc Cơ để quản lý vòng ngoài rồi ạ. Không, phải xuống trực tiếp giám sát tại nhà máy. Thế anh không tin Sơn à? Cuộc đời anh đến giờ này, anh chỉ tin duy nhất một người. Người đó là em đấy. Dạ. Em sẽ đi vào đó để quản lý trực tiếp. Đến khi nào mà hàng qua biên giới thì em sẽ về ạ. Không, đi theo hàng và bàn giao luôn hàng cho khách. Thế nhưng còn Sơn thì sao ạ? Sơn cũng đi. Nhưng khi xong việc thì... Thưa anh... Vì nó biết quá nhiều việc. Xử lý nó xong, kiếm lên một đứa tin tưởng để lo tiếp các vụ khác. Dạ thưa anh, em hiểu rồi ạ. Đi lo việc đi. Dạ. Chuyển vào tài khoản của anh 10 tỷ rồi đấy. Mà sao lần này tiền vừa về anh bắt em chuyển gấp vậy? Việc của em là nhận tiền từ khách hàng, sau đó chuyển về tài khoản của anh, không được hỏi linh tinh. Sao nay anh cắt gỏng với em thế? Có chuyện gì à? Anh mệt à? Em bóp lưng cho anh nhé. Ra ngoài, khi nào cần anh sẽ gọi. Anh bị cái gì vậy? Đi ra ngoài. Có vẻ cô ta mau nước mắt trước mặt anh nhỉ? Em ghen à? Không ghen. Nhưng sống mãi trong cảnh chung trạng như thế này, em mệt mỏi lắm rồi. Em nói như thế có nghĩa là như thế nào? Anh à, em muốn sau vụ này mình sang Pháp sống với vợ chồng chú. Em muốn dành khoảng thời gian ở bên anh một cách trọn vẹn, thanh thản, không vướng bận chuyện gì hết. Hơn 20 năm bên cạnh anh, chẳng lẽ em không xứng đáng được hưởng những khoảng thời gian yên bình như vậy ư? Em xứng đáng chứ. Với anh, chỉ có duy nhất em là người xứng đáng và thừa hưởng tất cả những gì mình đang có. Nhưng chờ anh giải quyết xong công việc rồi mình tính tiếp nhé.